Đây là gia đình nhà hưu cao cổ, với cô bé hưu con chưa đầy 2 tháng tuổi, đang quấn quýt bên cặp hưu bố mẹ. Hưu con đã cứng cáp khỏe mạnh nhiều, cao hơn 2 mét, nặng khoảng 60 kg. Dù vẫn đang trong giai đoạn bú sữa mẹ, nhưng đã thích gặm cây cỏ, ăn lá cây non và chuối được nhân viên vườn thú bố trí. Gia đình hưu cao cổ trở thành điểm hút khách hàng đầu của Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ khi đón thành viên nhí. Lúc trước là thì con thấy toàn con hưu lớn, nhưng mà bây giờ con thấy con hưu nhỏ. Nó rất là dễ thương và hiền. Thảo Cầm Viên mình đã có một cái phương pháp mà để các cái loài vật ở đây có thể sinh sản một cách tự nhiên, thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và rất là vui. Hưu con chào đời là kết quả của quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng tận tình của nhân viên vườn thú và là sự kết hợp của cặp hưu bố mẹ được nhập về từ Thái Lan cách đây 4 năm. Hưu con được sinh ra sau khoảng 15 tháng mang thai và trải qua cơn chuyển dạ kéo dài 2 giờ đồng hồ của hưu mẹ. Với vai trò bà đỡ mát tay chuyên nghiệp của các nhân viên chăm sóc. Nó mang bầu ra mình giống như là đứa con tinh thần của mình vậy. Thử nó ra mình cũng thương nó lắm. Còn như cũng vô cũng mà cũng gán mà tiếp xúc nó để mình gần gần với nó mà. Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang sở hữu bộ sưu tập động vật hơn 1.100 cá thể thuộc 135 loài. Đa số là những loài thú quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Một số loài đã được chăm sóc và sinh sản tốt trong vườn thú. Và hưu cao cổ con, thành viên mới nhất được sinh ra tại đây, là kết quả của công tác bảo tồn nhân giống để làm phong phú thêm bộ sưu tập động vật của vườn thú. Công tác bảo tồn ở đây là thứ nhất là bảo tồn cái số lượng cá thể, cái thứ hai nữa là cũng duy trì cái nguồn gen của những cái loài động vật hoang dã. Thì chúng tôi có thêm cái công tác giáo dục và cứu hộ động vật. Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đánh giá là một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới, với hơn 150 năm tuổi và là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong lẫn ngoài nước. Theo sự phát triển của đô thị, diện tích Thảo Cầm Viên ngày càng bị thu hẹp để nhường cho các công trình giao thông và dân sinh. Do đó, việc đảm bảo môi trường sống cho động vật nuôi nơi đây là điều rất quan trọng trước áp lực từ đời sống đô thị hiện đại. Thưa quý vị các bạn, việc hưu cao cổ chào đời mới đây và trước đó là hà mã, vượn má vàng, vọc bạc, công xanh, cá sấu chào đời tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là kết quả của công tác chăm sóc bảo tồn nhân giống được đầu tư mà còn cho thấy môi trường sống nơi vườn thú lâu đời này vẫn được đảm bảo tốt.